chân xuống cho. Chú ý vào. Những diễn biến trên sân trong khoảng ít phút vừa qua đã cho thấy được sức mạnh thực sự của cả hai đội. Hà Nội Watabe vẫn là cái tên được đánh giá cao hơn và vẫn đang chơi vượt trội so với Sơn La. Đây là cơ hội để tung ra cú sút. Và dứt điểm đầu tiên đã thuộc về đội bóng được đánh giá cao hơn, đó là Hà Nội Watabe. Rất nguy hiểm. Vừa rồi thì có vẻ như thủ môn của Sơn La đã cản phá rất hay. Và xuống biên của cầu thủ áo trắng căng ngang. Cơ hội để dứt điểm. Vẫn chưa thể đánh bại được thủ môn bên phía cầu thủ Sơn La. Người gác đền của Sơn La vẫn đang chơi khá tốt và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo toàn mảnh lưới của đội áo đỏ trận đấu này. Ở ngày thi đấu đầu tiên của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia U16, các cầu thủ Phong Phua Nam và dự tuyển U16 nữ quốc gia là những người đã có được chiến thắng. Cánh phải của Hà Nội Watabe đang rất hồng. Đường truyền tốt của cầu thủ Sơn La. Vẫn đang là cầu thủ Sơn La, cơ hội để dứt điểm. Vừa rồi thì tình huống ra chân của Đặng Thị Mai, số 12, đã bị cản lại. Lần này là một quả chơi bóng bổng. Rất đáng tiếc. Cơ hội vẫn còn cho cầu thủ Sơn La. Dứt điểm. Không vào. Và cản phá tốt của thủ môn bên phía Hà Nội Watabe. Tưởng chừng như là một sẽ kết thúc với một sự ảm đạm của thế trận trên sân, nhưng trong ít phút vừa qua, không khí tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đã sôi nổi hơn rất nhiều với những tình huống tấn công của cầu thủ Sơn La. Vẫn chưa qua được nửa sân của Hà Nội. Và qua người tốt. Cơ hội dành cho Sơn La. Việt Vị mất rồi. Tình huống dứt điểm khá hay của cầu thủ bên phía Sơn La. Khá tinh tế với một tình huống xỏ lỗ kìm. Cú dứt điểm của cầu thủ Sơn La. Vào lúc 15 giờ, xin lỗi các bạn, vào lúc 17 giờ. Trận đấu thứ hai giữa Phong Phú Hà Nam và đội dự tuyển U16 quốc gia sẽ diễn ra. Hàng thủ của Sơn La chơi rất kỷ luật. Họ không bao giờ dâng quá cao. Thêm một quả đá nữa của cầu thủ Sơn La. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho đội Watabe. Một tình huống xuất phát từ sai lầm của hàng thủ bên phía Sơn La. Và pha bóng không tốt của cầu thủ hậu vệ đã khiến cho thủ môn của Sơn La bị bất ngờ. Và vừa rồi thì nhiệm vụ của các chân sút bên phía đội Watabe là rất đơn giản. Chỉ đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống mà thôi. Cầu thủ số 72 Nguyễn Thị Quý ghi bàn cho đội U16 Hà Nội Watabe. Tỷ số trận đấu lúc này U16 Sơn La 0, U16 Hà Nội Watabe 1. Pha chọc khe tốt của cầu thủ Hà Nội Watabe, cơ hội để đối mặt. Dứt điểm. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ Hà Nội Watabe.
Đây mới là những gì mà cầu thủ áo trắng cần phải thể hiện ở trận đấu này, khi họ là những người được đánh giá cao hơn. Một pha xuống bóng rất mạnh lạc. Đó không phải là lần đầu tiên mà Hà Nội Watanabe thực hiện được một quả chọc khe thành công. Ở hiệp 1 họ cũng đã từng có một pha bóng như vậy, nhưng pha xuống bóng của cầu thủ tiền đạo cuối cùng lại không thể mang về một tình huống dứt điểm nguy hiểm. Và chuyển về khá khó hiểu của hậu vệ bên phía Sơn La. Đây là cơ hội dành cho Hà Nội Watanabe. Không có bàn thắng thứ ba. Một cú dứt điểm thể hiện được nhãn quan khá tốt của chân sút bên phía Hà Nội Watanabe, nhưng thủ môn của Sơn La vẫn là người chiến thắng trong pha truy cản cuối cùng. Lỗi trong tình huống vừa rồi thuộc về số 24. Tiếp tục mất bóng. Và vừa 1-2, nhưng đó là đường chuyền hơi mạnh. Vẫn trong chân cầu thủ Hà Nội Watanabe, cơ hội để dứt điểm. Và đã có bàn thắng thứ 3 dành cho đội bóng áo trắng. Đường chuyền tưởng chừng như là vượt quá tầm kiểm soát của đồng đội, lại bất ngờ có một cầu thủ khác có thể kiểm soát được trái bóng. Và thậm chí nó còn mang đến một cơ hội rõ rệt hơn cho Hà Nội Watanabe. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 4 dành cho Hà Nội Watanabe. Một cú đúp của cầu thủ số 63 Bùi Thị Thương. Cầu thủ số 63 Bùi Thị Thương ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho đội U16 Hà Nội Watanabe. Quả phạt góc dành cho cầu thủ Hà Nội Watanabe. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của cuộc so tài giữa Sơn La và Hà Nội Watanabe. Cầu thủ Hà Nội Watanabe đang dẫn trước với tỷ số 4-0 và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Sơn La sẽ có được bàn thắng danh dự ở trận đấu này. Quả đá quá vu vơ. Bóng đá nữ của Sơn La vẫn đang trong quá trình vươn lên chuyên nghiệp. Và solo của cầu thủ bên phía Hà Nội Watanabe vẫn chưa có ai cản lại cả. Và đã có bàn thắng thứ 5. Một tình huống độc diễn của An Hoàng Cúc. Cầu thủ số 65 An Hoàng Cúc ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 cho đội U16 Hà Nội Watanabe. Một pha bóng mà hàng thủ của Sơn La có lẽ đã nhìn nhau. Không một ai chủ động.
để có thể can thiệp vào tình huống đi bóng vừa rồi của An Hoàng Cúc. Và như vậy là cuộc đối đầu giữa U16 nữ Sơn La và U16 nữ Hà Nội Watabe đã kết thúc. Tỷ số chung cuộc là 5-0 dành cho các cầu thủ áo trắng, đội bóng đến từ Hà Nội.